Thưa quý vị, chương trình truyền hình Chủ nhật 12 tháng 8 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuyện tình bên đại dương xanh tập 13, 6 giờ phim hoạt hình phim bô, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ nhịp cầu vàng, 7 giờ 35 phút kịch thiếu nhi đôi hài bảy dặm, 8 giờ 5 phút ngôn ngữ trẻ thơ, 8 giờ 30 phút tạp chí văn nghệ, 11 giờ vòng bán kết cuộc thi người dẫn chương trình 2007, 12 giờ thời trang và cuộc sống, 12 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần, 13 giờ 15 phút thế giới vui nhộn, 14 giờ kiến thức tiêu dùng nước Nha Đam giải nhiệt ngày hè, 14 giờ 30 phút kiến thức dinh dưỡng, 14 giờ 50 phút gia đình A cộng, 15 giờ 10 phút IQ tỏa sáng, 15 giờ 35 phút xây dựng thương hiệu mạnh nền tảng bền vững cho thương hiệu, 16 giờ chào tuổi tin, 17 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc được làm hoàng tử tập 9 giờ 10, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ tình yêu của mẹ, 19 giờ 30 phút chinh phục thời gian, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ chương trình siêu thị may mắn, 21 giờ ký sự tân đảo, 21 giờ 10 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam gọi giấc mơ về tập 6, 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Mỹ Lucia, 23 giờ 50 phút tình cuối ngày tình thế giới tình thể thao.